Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã sẵn sàng triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thí điểm tại quận Ninh Kiều. Và theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt, với mong muốn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn. Theo đó, quận tiếp tục duy trì và nâng chất hoạt động, cho phép mở rộng khung thời gian hoạt động từ 6 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau đối với các hoạt động hiện có như phố Hàng Rong trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, chợ đêm Ninh Kiều trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, tuyến phố chuyên doanh thời trang Nguyễn Trãi, Nguyễn Việt Hồng, Mậu Thân, Giảm Thực, Đề Thám, Quỳnh Cương, hoạt động karaoke theo quy định tại đường Lê Bình, Lê Lợi. Trong giai đoạn thí điểm từ năm 2022 đến năm 2024, đề án thực hiện tại 4 vị trí cụ thể như phố đi bộ Ninh Kiều, khu vực công viên sông Hậu từ cầu đi bộ đến đường Trần Phú, khu vực rạch Khai Luôn, kè cặp rạch Khai Luôn đến nhà lồng 1, nhà lồng 2, nhà lồng 3, cụm trung tâm thương mại Cái Khế, khu vực hồ Sáng Thổi, hồ Bốn Sáng và một số vị trí tiềm năng khác theo đề xuất của các nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân các phường nếu có.